Mới hôm nào mấy mẹ con còn háo hức đi đón bà ngoại sang Malaysia chơi, vậy mà hôm nay mẹ mình qua Malaysia cũng được một tháng rồi đó mọi người. Hôm sau thì mẹ chuẩn bị về Việt Nam nên sáng nay mấy mẹ con bà cháu cùng nhau đi chợ, cũng như là cho Giang đi chơi được với bà ngoại lâu chim chút xíu nữa. Nghe tin bà ngoại chuẩn bị về Việt Nam cái bạn nhỏ Giang buồn mà khóc sướt mướt luôn, cứ dính bà ngoại miết thôi. Hai bà cháu đang chơi thì Tuyền cũng đi sang mua một chút xíu thịt heo quay về mình làm món ăn khá là đặc biệt cho bà ngoại trước khi về Việt Nam nha. Thịt heo quay sau khi mà Tuyền mua về rồi thì sẽ sắc hạt lựu, mà hạt lựu mọi người lưu ý sắc to chút xíu hen. Mình sẽ chần qua nước sôi để loại bỏ hết cái phần mỡ của nó chút xíu, rồi cho vào trong đây là đường nè, trộn đều lên và để ở đó khoảng 2 tiếng cho đường nó tan ra. Nấm mèo thì mọi người sẽ cho vào trong đây nước ấm ngâm đến khi nào mà nấm mình nó mềm như thế này, rồi mọi người cũng sắc hạt lựu hen. Sau khi sắc xong rồi thì mọi người sẽ cho cái phần thịt heo quay nè cũng như nấm mèo vào xào đều. Vừa buồn cười mà lại vừa thấy thương bà ngoại ghê luôn ấy. Mỗi lần mà Tuyền cầm máy quay lên cái tay bà ngoại gung cầm cập, mà chắc cái này không phải là do máy quay đâu, là do cái món ăn sắp tới. Bà ngoại sợ là không biết có ăn được không, rồi hôm sau chuẩn bị về Việt Nam không biết có bị đau bụng không. Ở đây Tuyền có 100g bột năng, mọi người cho từ từ nước hoa đậu biết vào hang, mà nhớ là nước thiệt sôi nha. Thì giống như là mình đang làm chân trâu với mọi người, cái bột mình kéo mà nó dẻo như vậy là ok rồi ha. Bà ngoại sẽ lấy một chút xíu bột và ép chặt ra cho cái phần nhân heo quay vào bên trong. Bây giờ thì mọi người biết là tại sao cái tay bà ngoại run rồi đúng không? Thường thì người ta sẽ ăn chè đậu xanh, đậu đỏ, còn hôm nay Tuyền sẽ đãi bà ngoại món chè Bình Dương nha. Nghe cái tên thôi là bà ngoại rén cả người luôn rồi đó. Chè thịt heo quay nha mọi người. Nói chứ ở miền Nam mình á thì ít có ăn món chè này, chứ cái này là món đặc sản ở Huế luôn đó mọi người. Chọc bà ngoại chơi vậy thôi chứ Tuyền cũng hơi rén cái món này à nha. Tại vì lần đầu làm cũng như là đó giờ đâu có kết hợp hai cái này lại với nhau đâu, nên thôi mình làm ăn thử xem cái vị nó như thế nào. Chè sau khi chín rồi thì Tuyền sẽ bắt một nồi nước, ở đây có gừng nè, đường nè, với lại lá dứa cho nó có cái mùi thơm hen. Nấu khoảng thêm 1-2 phút nữa là có thể thưởng thức rồi. Giờ thì mời mọi người ăn nha. Ăn nhanh đặng mình còn kiếm chỗ đặng chạy nữa. Ê, nhưng mà không ngờ nha mọi người, ăn vào một cái thì ở bên ngoài á, nó giòn giòn hen, bên trong á, thì mình cứ tưởng là thịt heo quay nó sẽ tanh nha, nhưng mà cái này nó không hề tanh luôn. Nó thơm thơm nè, béo béo nè, mà có cái mùi gừng nữa, ăn rất là dễ chịu luôn ấy. Không nha, món này ngon, mọi người có thể thử.